Ngày hôm nay thì coi như mình đăng cái buổi cuối đi các bạn ơi. Nếu như mà ngày hôm nay mà đăng mà nó chưa chịu đi nữa, nó còn muốn ở với chủ đó, thì mình sẽ tiến hành cho nó về vườn, rồi giam ủ trồng. Chứ còn thực sự ra thì cây lớn thì chắc lẽ là cũng một thời gian nữa thì nó cũng hết ha các bạn ha. Thì các bạn biết rồi đó, như năm rồi thì Mai Khánh Hòa thì mình còn có mai lớn, nhưng mà năm nay thì nói chung là Mai Khánh Hòa nó chỉ còn những cái phôi hoành 50, 60, 4 mấy thôi, chứ nó cũng hết hàng lớn rồi. Thì với cái tốc độ khai thác thì mình nghĩ rằng là hết năm nay thì qua năm sau thì nó cũng không còn. Đây là mình phải tính cái hướng lâu dài các bạn ha. Đó, thì ngày hôm nay thì mình đăng lại có hai cái phôi mai lào, giá thì vẫn là như vậy thôi. Trên như cái phôi này thì giảm 2 triệu, còn lại là 18 triệu bao gồm phí vận chuyển cho anh em ha. Còn đối với những cái phôi như cái phôi hôm trước thì mình có làm cái video để chia sẻ với anh em về cái việc mà mình ủ cái phôi mai lào, thì có một số anh em nói là mình chia sẻ không 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 đúng, là chia sẻ không thật. Thế thì mình cũng có một cái điều mình nói như vậy, thực sự ra thì sao mà gọi là đúng rồi sao gọi là thật, tại vì cái mình biết thì mình chia sẻ với anh em thôi, chứ còn cái mình không biết thì mình không chia sẻ với anh em. Còn những cái có thể là những cái kinh nghiệm của anh em thì anh em biết ha, anh em làm theo cái cách của anh em thì mình đâu có đâu rành được, thành thử ra mình không thể nào mà nói cái cách mà anh em làm mà mình không có làm đấy. Thì cái cách nào mình làm mình thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ với anh em thôi, chứ mình không thể nào mình đem cái mà mình không biết thì mình chia sẻ với anh em được đấy. Đó là những điều mà mình có thể nói được với anh em. Còn có khách ở miền Tây thì hỏi là cái mai rừng mai lào này thì mình có ghép rễ với mình ghép rễ với lại là mai quấn rễ được không, thì thực sự ra thì bản thân em đó thì em cũng ghép như những cái cây 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 mai quấn rễ thôi bạn. Thì mình cũng cũng ghép với những cái cây mai quấn rễ thôi, hoặc là những cái cây mai mà ở vườn mà nó mọc hoang các bạn, thì mình bứng về mình ghép rễ. Nhưng mà thật sự ra thì những cái cây mai mà nó mọc hoang mình bứng nó không có nhiều đó. Mà muốn có được cái mai để mà mình ghép cho nó đạt cái tiêu chuẩn thì buộc mình phải mua thôi đó, chứ mình không thể nào mà mình bứng ở ngoài vườn mà đem về mà trồng được đấy. Thì như cái phôi này, phôi mai này thì ngày hôm nay cũng giảm 2 triệu ha, tức là còn lại là 6 triệu. Còn cái phôi dúi này cũng vậy, phôi dúi thực sự ra nó cũng rất là dễ trồng các bạn, nó không có khó. Nên mình cũng cắt rễ này kia lại, rồi mình thoa keo liền sẹo, mình xịt nước cái rễ cho nó, rồi thì mình cứ ủ thôi, mình cứ be lên mình ủ thôi, chứ không có cần phải là cái gì đó lớn lao ha. Thì cái phôi dúi này là một cái phôi cụm, nó rất là đẹp các bạn. Thì nếu như ngày phôi này thì ngày hôm nay là mình giảm 500 nghìn, và còn lại là 2 triệu 500 nghìn bao gồm phí vận chuyển cho các bạn. Thì đây là một cái phôi nó khá là nặng ha, nó nặng tầm khoảng là 90 kg đó. Và đây là một cái phôi quần thế, cái thế quần thụ mà mình thấy nó cũng rất là đẹp các bạn, để mình chia sẻ với anh em, giao lưu với anh em. Còn nếu như mà anh em không có ưng nữa thì không có mua, không giao lưu được thì chắc lẽ là mình sẽ cũng 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 cho nó nhập vườn luôn đấy. Rồi đợi bao giờ nó tầm một cái tác phẩm đẹp thì lại giao lưu với anh em ha. Rồi, đấy là những số cái tâm tư, cái tình cảm của mình gửi đến anh em, quý khán giả của mình. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.